Anh em nhé, Thính Cô Lục đây. Thì lâu lắm rồi mình mới trở lại với cả anh em, tại vì nhà có việc bận nên là không làm được đồ, không làm được mồi anh em nhé. Lăng xê hết sạch nhá. Thì còn mồi câu thì còn mồi câu lăng xê này, mồi câu lăng xê thì mình trộn 10 cân thì mình gửi 6 cân rồi. Hiện tại nó còn dư có 4 cân anh em nhé. 4 cân thì anh em nào lấy thì để lại số điện thoại cho mình. Mình alo. Cái mồi là câu lăng xê của mình nó chủ yếu là câu trôi với cả câu chép anh em nhé. Đấy, còn 4 cân anh em nhé. Đây mình trộn lên rồi mình đóng gói quay tiếp anh em xem. Nghe em đúng 4 cân nhá. 4 cân này, mỗi còn 4 cân mồi nữa. Mồi lăng xê thì mình cái mồi này trộn như thế nào là mình hướng dẫn quá nhiều rồi, cả mình gửi theo hướng dẫn nữa rồi. Còn lẻ có 4 cân thôi. Anh em nào lấy nhớ để lại số điện thoại cho mình nhá. Thế còn lăng xê thì khi nào mà mình nhập mà được đồ mình làm ấy thì mình sẽ thông báo mới ở trên kênh cho anh em xem. Anh em chú ý bật cái thông báo giúp mình, lúc nào nó có cái video mới thì mình thông báo nhé. Còn dạo này mình do là công việc bận rộn, rất là nhiều việc nên là không có thời gian đi câu được, anh em thông cảm nhá. Còn mồi thì hiện tại vẫn có. Bây giờ có còn 4 cân này. Thì mình cứ gom đơn cứ khoảng 5-7 cân trở lên thì mình lại trộn. Ok anh em nhá. Anh em nào lấy thì cứ để lại số điện thoại mình. Mình alo gửi anh em về trộn oánh lăng xê. Một này mồi câu lăng xê trôi chép anh em nhá. Chủ yếu nó là trôi chép, thế còn cá gì thì nó cũng ăn thôi. Chính nó là trôi, xong là đến chép. Thính Câu Lục anh em.